Tin tức vừa nhận được, Thượng tọa Thích Huyền Diệu đã đồng ý giúp đỡ cho thầy Thích Minh Tuệ một chuyến lữ hành về đất Phật là Ấn Độ và Nepal. Thượng tọa Thích Huyền Diệu sinh năm 1946 tại Ba Chi, Bến Tre, quê hương cụ Đồ Triều, vì có cơ duyên ông được cao nhân Hoàng Nhơn đưa về dạy dỗ tại núi Thất Sơn, An Giang. Sau đó thầy được tu nghiệp tại trường Đại học Sorbonne, Pháp, trở thành tiến sĩ và giảng dạy ở trường này. Sau mấy chục năm giảng dạy đi nhiều nước khắp nơi trên thế giới, thầy có cơ duyên đến Ấn Độ. Tại đây Thượng tọa Thích Huyền Diệu là người đầu tiên xây dựng Việt Nam Phật quốc tự tại Bồ Đề Đạo Tràng nơi ngài Saki Muni, Thích Ca Mâu Ni chính thức đắc đạo. Thánh địa Phật giáo có bốn nơi nổi tiếng nằm trên lãnh thổ của hai nước. Lumbini, Lâm Tì Ni, nơi ông Saki Muni sinh ra, Nepal. Bút -a, -a, A Bồ Đề Đạo Tràng, nơi ông Saki Muni nhận ra triết lý sống, đắc đạo, thuộc Ấn Độ. Vườn Thượng Uyển, nơi ông bắt đầu mở lớp dạy đạo Pháp, thuộc Ấn Độ, tức là nơi ông xây chùa đầu tiên. Câu Than nơi ông mất, Niết Bàn, tại Ấn Độ. Thượng tọa thích huyền diệu nổi tiếng trong giới Phật giáo của thế giới. Đặc biệt ngài có công rất lớn với đất nước Niêu vì đã có công lao dàn xếp các phe phái đàm phán chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 10 năm, 2002 đến 2012, khiến cho 14.000 người thiệt mạng. Lập lại hòa bình cho đất nước Nepal đến ngày nay. Hiện tại Thượng tọa Thích Huyền Diệu đã xây dựng được hai ngôi chùa đều mang tên Việt Nam Phật Quốc tự. Một ở Bhutagaya, Bồ Đề Đạo Tràng, ở Ấn Độ một ở Lumbini ở Nepal. Thượng tọa Thích Huyền Diệu cho biết, có hai cách để thầy Thích Minh Tuệ đến được đất Phật. Đi máy bay tới Ấn Độ, Thượng tọa Thích Huyền Diệu tài trợ toàn bộ chi phí. Đi bộ qua Lào, Thái Lan, Myanmar, vượt núi Himalaya qua Nepal, Ấn Độ hành trình này kéo dài khoảng 10 năm.